đi lên để các cháu trở về tương tác với chúng ta. Đây là những đứa trẻ mà nuôi dưỡng năm này trở về người mà sao thì các cháu sống trong chùa thì con không cần được biết pháp môn, nhưng mà các cháu pháp môn thương yêu dữ lắm. Không phải là nhà chùa thương yêu cháu không, mà các cháu coi như cái nhà chùa này là cái nhà của các cháu. Xây dựng trung tâm và nếu tôi làm đến đầu giỏi thì khoảng 2 năm mới xong xây dựng công ty, mà xây dựng cái hồ sơ xin phép nó đầy đủ điều kiện thì tôi phải kiếm cái điều kiện đó là phải công khai tài chính đề nghị. Tôi không có cái nghề nào, tôi chỉ là tu sĩ. Tôi dựa vào cái niềm tin yêu của các thánh mà tôi sống, là cái này nó không có nặng hơn tu tập của mình. Và nó kể nói là Phật tử cũng nhiều, cái nói bây giờ anh đâu còn là tu sĩ đâu mà anh là tu sĩ, và anh không còn là tu sĩ thì anh đâu có đi là tu sĩ. Anh phải là giám đốc có công ty thu nhập rõ ràng, thì cái này là con chuyện không biết làm sao thay đổi được con vợ. Thôi thì hãy tâm một lần tâm thần để cho nhà nước họ cải tâm từ thế con đi. Thầy nhà nước cũng có trung tâm tu dưỡng, hàng tháng thì chùa sẽ lên hàng tù sẽ lên thăm các cháu, hỗ trợ với trung tâm để mang cho các cháu phần nhà được. Mà cái con thưa thầy chỉ với anh em không? Thưa hai ông. Thưa thì còn có ai thưa chưa thì cho anh. Vậy chúng ta cứ tính đến 16, 18 tuổi về lại với hai chị không? Chị thì vỗ tay đi. Bây giờ hai muốn biết là sao? Hai còn có cần không thì hai tiến hóa hết rồi. Hai toàn khu với hai biết cả điều gì. Hai qua rẫy hai đóng thấp lại, hai ăn rau ăn cỏ sống qua ngày, chờ cái thứ về nhé, cái em thấy sao? À quý Phật tử thân mến thì cuối những con đường thật thì sẽ có một ánh sáng. À, cũng cực khổ rồi thì sẽ hết khổ. Đời của mấy cháu này vốn có tặng được, thêm một chút có tặng được lớn. Còn em là em có tặng từ nhỏ, con là con có tặng từ nhỏ. Chứ không phải bên đây con cũng ở vợ ở mùi từ nhỏ rồi. Giờ ở được kiếm các em thì con thấy con hạnh phúc. Con ở với mấy em này cũng giống như là con ở với chính bản thân cuộc đời con. Tại sao mà mình vẫn phải đánh giá những con trẻ này? Tại vì mình nhìn cuộc đời của mấy cháu nó không khác gì cuộc đời của mình. Cho nên cái ngôi chùa nó giống như là một cái tổ ấm để các cháu nuôi dưỡng những năm tháng cuộc đời của cháu nó quá ý nghĩa. Chứ sau này trở nên rồi thì cái cháu có thể vào xã hội để tự sống. Cái hôm nay trung tâm ở bên nhà bảo trợ họ đứng ra họ tu dưỡng, chắc là mình nên tin đi cho các nhà lãnh đạo một cơ hội để họ làm tròn trách nhiệm của một người đã yêu cái nhà nước. Chứ bây giờ đứng ra mà chống cáo đạo thì cũng khổ cho những gì họ có trách nhiệm. Em ngồi nhìn họ làm việc, con thấy họ làm việc có cũng thương họ, cũng thương những người làm bạn rất nhiều trong cuộc đời của mình. Cái gì là đòi lắm đó, cái thân trong văn hành họ cũng tìm dân vì nước. Thì nếu mình thương trẻ thì mình không biết tạo điều kiện cho mọi người của mình. Xin mời tới đây thì
bên thầy chút. Thứ hai định là chúng con sẽ ở chùa, còn các cháu thì trong vòng một tháng thì các cơ quan nhà nước bên sở lao động sẽ đến trước các cháu đi. Thì chúng ta cảm thấy cảnh buồn thương để chúng ta có sức mạnh tinh thần để chúng ta an ủi cái sống. Tôi nghĩ là nếu hai năm sau mà không tới cung cấp cái cháu về thì tôi nghĩ đã thêm một lần đau khổ. Cháu muốn nói rồi lắm, tôi biết năm nay ông đang là nó khóc vậy mà chút chút có bắn có kẹo cái nó quên rồi thì nhà nào cũng là nhà. Cho nên các cháu nó sẽ quên quá khứ mà hướng về tương lai nó sống. Rồi trung tâm cũng phải cho các cháu đi học, rồi cũng phải các cô chú trong trung tâm cũng phải học đồng cho chị, thì nó cũng phải yêu thương các cô chú đó. Cái đến lúc mà vừa đi học rồi quay quay từ lớp thầy cô cái nhà chùa mình lên thành xin về thì lại thêm một lần các cháu cần đợi ý. Chắc là có cả cho cái cháu trong cuộc đời con sợ nhất là tổn thương trẻ. Tổn thương trẻ là một cái tổn thương đáng rất thiết. Thời xin cảm nhận với các bạn đời còn dài, đời còn dài, mong sao hãy sống thêm được hơn 10 năm 20 năm nữa để hai lo được nhà cho các con. Rồi sau khi chết thì cũng nghĩa là đẹp, cũng rất đẹp luôn. Và nếu mà hai, một hai năm nữa hai đồng tuổi hai chết mất thì cũng có nên cần phải đi đến. Cho nên hai sống được 15, 20 năm nữa thì hai chuẩn bị nhà cửa lớn cho các con. Thì đi xa cách mấy thì cũng phải giống như mình đi đến nhà. Hai chúc các con ngon lành, khỏe với con. Sau khi tâm sự với gia đình của các chú tiểu và các chú tiểu xong thì thầy Minh Đạo sau khi tâm sự của thầy với các gia đình các chú tiểu và các chú tiểu xong về cái lý do mà thầy phải đóng cốc tu viện Minh Đạo và thầy đi ẩn tu thì thầy đi thăm chào tạm biệt một vòng đối với các em nhỏ được nuôi nấng ở trong chùa, một cuộc chia ly rất là cảm động. Thầy rất là thương các em, một cái người tu rất là chân chính và rất là thương mến những em nhỏ này, giống như cuộc đời của thầy. Như thầy cũng kể lại là cuộc đời của thầy cũng vậy, thầy cũng là mồ côi từ nhỏ. Do vậy bây giờ thầy rất là xúc động, rất là buồn khi phải chia tay những em ở đây. Thầy đi đến từng em một thầy động viên, khích lệ và chia tay các em để thầy đi ẩn tu. Ngày mai tu viện sẽ đóng cửa theo như lời thầy nói. Rất là nhiều em nhỏ ở trong chùa với thầy khóc sướt mướt vì thương nhớ thầy, vì mến thầy và hy vọng rằng là thầy sẽ quay trở lại. Nhưng mà khi mà thầy đã rời khỏi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thì thầy không còn là sư nữa, do vậy thầy không có quyền quản lý cái tu viện Minh Đạo nữa, thầy phải ra ngoài. Mà đã không quản lý tu viện Minh Đạo thì thầy không nuôi được các em trẻ này, mà các em trẻ này sẽ đưa về trung tâm nhân đạo của Thủ Đức. Một số em có gia đình thì đưa về gia đình, đó là các em sẽ chia tay thầy và sẽ trở về với cuộc đời thường của các em, không còn tu tập ở trong cái tu viện Minh Đạo này nữa. Chúng ta rất là buồn khi một cái trung tâm được rất rất là nhiều bà con cô bác ở khắp nơi mọi miền đổ về để giúp đỡ, để nuôi nấng các em, mà bây giờ thì phải đóng cửa vì luật là khi thầy không phải là trụ trì thì thầy không còn chức năng để nuôi các em nữa. Thầy đã
trả lại y áo cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên thầy chỉ là một người thường. Mà đã là người thường thì muốn thành lập một cái trung tâm nhân đạo thì phải chứng minh được tài chính của mình và chứng minh được là nghề nghiệp của mình để mà có đủ khả năng để nuôi các bé hay không, thì lúc đó là mới được xét duyệt là thành lập trung tâm nhân đạo. Cái khó của thầy Minh Đạo là như vậy. Thầy cũng có thường tâm sự là thầy chỉ là một thầy tu, nên thầy không chứng minh được cái thu nhập của thầy là nhờ vào sự yêu thương của các Phật tử, cúng dường của các Phật tử để nuôi nấng các bé, để giúp cho các bé trưởng thành. Nhưng bây giờ thầy không còn là thầy tu nữa, thầy đã trải áo, thầy trở về với đời thường. Nhưng mà không phải là thầy trở về bình thường, mà thầy sẽ tu theo cái dạng là tu tại gia và tu theo cái hành của thầy Minh Tuệ là ẩn tu. Nhưng mà thầy đã cũng trong một clip trước thầy còn nói là thầy không thể nào đi theo hết 13 hành đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ được. Tuy rằng thầy rất là quý và rất là mến thầy Minh Tuệ, nhưng thầy không thể nào thực hành được vì rất là nhiều lý do. Thầy ra cũng rất là hoan hỷ cho thầy và rất tội cho thầy. Thầy quyết tâm như vậy, nhưng nói đi thì nói lại, khi thầy buông bỏ được tất cả những chuyện này, thầy về thầy ngồi thiền, thầy ẩn tu, thì thầy sẽ nhận ra được giá trị thực của hạnh phúc, và thầy dễ đắc đạo hơn khi thầy còn vướng bận luyến ái sinh sầu âu, giống như thầy Thích Minh Tuệ có nói. Đây là những cái sự luyến ái mà thầy không thể nào dứt bỏ được, mà bây giờ thầy vì lý do này lý do kia mà thầy đã dứt bỏ được, thì thầy đã trở về với chính bản thân của thầy, và thầy quyết tâm tu tập để đạt chánh quả. Chúng ta cũng tuy là buồn cho những đứa trẻ không tìm được một cái chỗ mà họ khao khát tâm linh, thì bây giờ họ vô trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thì trở về cuộc sống đời thường. Nhưng mà bản thân thầy cũng giải thoát được cho thầy ra khỏi phiền não, ra khỏi những cái ưu tư của cuộc sống. Thầy sẽ trở về với chính bản thân thầy, và hy vọng thầy sẽ đắc đạo khi mà có người có cái tấm lòng là tu thật sự, thì thầy sẽ đạt được ước vọng của thầy. Một con người thầy tu ở một cái tu viện mà tán thán sư Minh Tuệ, rồi bị giáo hội Phật giáo Việt Nam bắt kiểm điểm quy sẽ hối, rồi sau đó là trở về là vậy với đời thường, thì chúng ta chứng tỏ rằng là thầy Minh Đạo là một con người chân tu thật thụ, và thầy sẽ đắc đạo. Chúng ta hy vọng như vậy. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, một clip đầy đau thương và nước mắt của thầy Minh Đạo, nhưng chúng ta cũng hoan hỷ và vui vẻ và hạnh phúc vì thầy Minh Đạo đã dứt bỏ được cái luyến ái ở trong cuộc đời này. Muốn tu theo thầy Minh Tuệ thì phải bỏ luyến ái, tức là tham sân si, tức là những cái chuyện đó phải bỏ hết, thì lúc đó mới có thể đắc đạo được. Chính bản thân thầy Minh Tuệ cũng đã bỏ gia đình, bỏ bố mẹ đi một mình, coi tất cả đều là anh em cha mẹ. Nhờ thầy Minh Đạo, vì những đứa trẻ này mà thầy còn phải sầu đau, còn thầy phải còn luyến ái, thì thầy chưa dứt bỏ được, chưa đắc đạo được. Nên xuyên à, luyến ái là xin sầu âu là như vậy, luyến ái xin sợ hãi là như vậy. Nên chúng ta cũng rất là hoan hỷ và cũng rất là vui mừng, xúc động vì thầy Minh Đạo đã trở về thật với con người của thầy. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày mới thật an lành, vui vẻ và hạnh phúc.